Vâng, Mr. Lâm Audio xin kính chào anh em. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em một sản phẩm của bên em mới về. Một máy tính bàn của Sony, đó là Sony Vaio. Sony Vaio model của nó là GS50B. Đây, model GS50B nha anh em. GS50B. Thì con này thì mình nói máy tính để bàn thì anh em nghĩ chắc nó to và nó cồng kềnh, nhưng thực chất nó chỉ như là cái laptop thôi nha anh em. Thì nó là cái màn hình tích hợp CPU ấy, dày 50 cm, ở dày 5 cm thôi nha em. Đấy, nó chỉ 5 cm thôi. Đây, kích thước của nó là 5 cm cơ, chiều sâu dày của nó 5 cm. Thì nó kết hợp với CPU tích hợp ở trong cái màn hình luôn, nó giống như cái laptop nha anh em. Thì nó y chang laptop thôi, không khác gì hết. Thì nó có phía sau đây cho anh em xem. Đây, nó có chân giá đỡ đây, mình có thể ngã ra và gập lại cao thấp tùy thôi. Thì anh em, thì ở phía sau của nó lại nhiều ngõ kết nối nha. Và đặc biệt nó có cái ngõ optical out. Thì ngõ optical out thì nó lấy tín hiệu từ nhạc trong máy tính ra để mình chơi nhạc số, không cần phải xài số cạc cho anh em. Thì cái chi tiết này nó cũng rất là hay cho anh em nghe nhạc số nha anh em. Đây, ngõ USB đầy đủ hết. Đây, bên hông là có ngõ jack 3.5 kết nối loa phía ngoài để mình ra out ra loa mình nghe nha. Thì cái con này còn rất là đẹp, 90%. Đấy, màu hồng rất là đẹp nha anh em. Đấy, bộ này rất là đẹp. Thì cái bộ này anh em có thể là tặng người thân, tặng con cái mình học hành được. Rất là ok, rất là đẹp, ngoại hình rất là bắt mắt nha anh em. Thì bộ này còn rất là chắc, tại vì em về con này về em thấy đẹp nên em lấy về để chủ yếu em xài, nhưng mà cái màu của nó nam tính quá, nó không hợp với em, nên em nhường lại cho anh em nào để em đổi sang cái màu khác thôi. Thì thực ra con này chạy rất là ngon, rất là ok, rất là tốt, chức năng rất tốt, không có điểm nào để chê hết, ngoại hình rất đẹp, còn khoảng 90%. Lo hi-fi nghe rất rõ nha anh em. Tí nữa em sẽ mở cái âm thanh cho anh em nghe. Thì tem nhãn mác nó còn đầy đủ hết. Thì nguyên combo màu hồng của nó đây, một bàn phím đây, một phím màu hồng luôn, là chuột cũng màu hồng luôn, chuột có dây, phím có dây luôn nha anh em. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái ngang của cái máy là chiều ngang của nó là 50, chiều cao là 40 nha anh em. Thì cái màn hình này là màn hình siêu nét HD 20 inch nha anh em. 20 inch. Đấy, màn hình HD 20 inch nha anh em. Để cho màn hình rất là rõ nét, sắc nét nha anh em. Đấy, màn hình sắc nét từng chi tiết luôn nha anh em. Thì con này chạy rất là tốt, chạy khỏe. Con này chạy rất là khỏe nha anh em. Anh em để bàn làm việc hay để văn phòng, để rất là gọn, không có rườm rà gì hết. Nó cũng sử dụng mạng wifi, mình sử dụng kết nối mạng wifi chứ không có xài dây nhợ gì lằng nhằng hết. Đấy, thì em sẽ mở cái cấu hình máy cho anh em xem. Đây, em lưu cấu hình máy đây cho anh em xem. Em cũng không có gần về cái laptop ổ máy tính lắm, thì em sẽ cho anh em xem cấu hình của máy thôi. Đây, anh em xem giúp em. Nó đang chạy, con này đang chạy Win 7 bản quyền. Anh em có thể up lên cái Win mới nhất để xài cũng được. Thì em giờ em đang sử dụng Win 7 của nó. Đây anh em xem đi. Đây, ok. Thì chức năng là tuyệt vời, con này phải nói là em rất thích nó luôn. Như cái tội cái màu hồng, màu này nó hơi yếu nên em muốn đổi sang màu đen, màu khác em xài. Đấy, còn thực ra thì cái con này rất là tuyệt vời. Đấy, con màu hồng phấn rất là đẹp, chạy tốt, chức năng hết, còn 90% nha anh em. Camera của nó rất là nét nha anh em. Đây, camera là còn rất là nét, màn hình rất là nét luôn. Thì em sẽ mở nét lên trên em xem. Đây, chạy rất là nhanh luôn.
Google đây, rồi em sẽ mở thêm cái đây cho anh em xem. Đây có nhiều ứng dụng đây, YouTube âm thanh của nó là rất là tốt. Này, anh em xem nha. Âm thanh rất là hay nha anh em, âm thanh của Sony là khỏi chê nha anh em. Rất là hay, lo hai file rất là hay. Màn hình rất là đẹp nha anh em, màn hình rất là nét luôn. Chạy rất là tốt luôn. CD nha anh em, ở CD kết hợp DVD, mình có thể chơi CD, VCD.
tuyệt vời phải không anh em? Con này thì để bàn rất là sang và rất là hay luôn, rất là đẹp. Con này em rất là ưng nhưng mỗi tội nó cái màu thì không hợp với em thôi, nên em muốn nhường lại cho anh em đổi màu khác. Thì anh em có nhu cầu thì alo em. Thì giá của cái bộ trọn bộ này nó là 4 triệu nha anh em, giá nó là 4 triệu. Anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em hoặc là kết bạn qua Zalo, em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em xem nha. Đấy, rất là đẹp nha anh em. Thì nãy em quên giới thiệu, nó là bên hông của nó là ổ ổ CD đây, ổ đĩa của nó đây, ổ đĩa của nó là DVD gì tùm lum hết đây. Đấy, đầy đủ hết, chạy tốt, máy rất là khỏe nha anh em, chạy rất là tốt nha, màn hình siêu nét luôn. Anh em có nhu cầu alo cho em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha, chào anh em.